Chị ơi, tại sao em không bao giờ đạt được điều mà mình mong muốn? Đó là câu hỏi của rất nhiều anh chị em trong nhóm học tập đã dành cho Yến. Và khi Yến hỏi ngược trở lại, vậy thì em đã biết mình mong muốn điều gì chưa? Và kết quả là bạn vò đầu bứt tai. Ồ, thật ra em cũng chưa biết mình mong muốn điều gì. Đó là kết quả. Rất nhiều người ở ngoài kia họ không đạt được điều mình mong muốn bởi vì họ không biết mình mong muốn điều gì. Bạn chỉ cần trả lời được 3 câu hỏi. 3 câu hỏi sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi. Bạn có dám trả lời hay không? Và điều quan trọng là bạn có dám thực thi hay không? Câu hỏi số 1. Điều mà bạn thật sự mong muốn là gì? Đây là điều mà bạn thật sự mong muốn, bạn thật sự khao khát nha. Chứ không phải là điều mà bố mẹ bạn muốn, chồng bạn muốn, vợ bạn muốn. Mà chính là điều bạn thật sự mong muốn là gì? Bạn nên dành thời gian để trả lời câu hỏi này. Bởi vì hơn 90% những người ở ngoài kia, họ không biết thật sự họ mong muốn điều gì. Nếu bạn trả lời được câu hỏi này, thì bạn sẽ nằm trong top 10% những người có cho mình những ước mơ, những mục tiêu mà họ thật sự mong muốn.